Thầy Dương rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Vui Cùng Ella 34. Đây là chương trình tổng hợp. Trong tuần qua đã có hai câu hỏi được chọn ra từ các tập phim 10 và 12. Trước khi đến với danh sách các khán giả trúng giải 200.000 đồng, hãy cùng Thầy Dương điểm qua đáp án của hai tập phim này các bạn nhé. Trong tập 10, Hoàng Ngãi đã uống thuốc được bào chế từ đâu? Chúng ta hãy cùng xem đáp án nhé. Đây là cái gì vậy? Huynh bào chế thuốc gì? Đây là loại thuốc viên mà hàng ngày tôi uống sao? Huynh đúng là bậy bạ. Ức chế kim sa ly lan chỉ có phương pháp này thôi. Và trong tập 12, Hoành Ngải đã đưa cho Yên Phùng vật gì? Hãy cùng xem đó là vật gì nào. Đây là bùa ảo ảnh tiên giới tiểu trúc. Lúc đi xa nhà phải cẩn thận. Mang theo nó, mọi người có thể dựng liều vào bất cứ lúc nào. Ngoài ra, cấu tạo của tiểu trúc giống y hệt như đình phi vũ, rất tiện lợi. Xin chúc mừng các khán giả đã nhận được giải thưởng của chương trình là 200.000 đồng khi trả lời đúng đáp án của tập phim may mắn, cũng như là nhận được nhiều lượt thể hiện cảm xúc của bạn bè mình. Chúc mừng khán giả trúng giải tập 10, Ngô Thị Cẩm Tiên ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, với tên Facebook là Cẩm Tiên. Và chúc mừng khán giả trúng giải tập 12, Nguyễn Thị Kiều Vân ở Vĩnh Hưng, Long An, với tên Facebook là Kiều Vân. Mời các bạn liên hệ với số điện thoại 02723821890 hoặc là gửi tin nhắn đến fanpage Long An TV để nhận giải. Quý khán giả có thể quét các mã QR đang hiển thị trên màn hình để đến với các trang thông tin chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.